Xin chào tất cả mọi người, để tiếp nối những series nhà đẹp ở Dương Nội thì đây chính là một trong những video mà rất là hấp dẫn mọi người, rất đáng để xem. Bởi vì sao ạ? Với cái thông số nhà rất là đẹp, diện tích 33m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng mọi người nha. Hướng nhà là hướng Đông Bắc và với cái căn nhà này là tặng nội thất nha mọi người, tặng nội thất và tặng rèm cửa cũng như là tặng điều hòa nha quý vị. Đây ạ, ngõ trước nhà là 2,5m và cách với trục đường ô tô đi lại chỉ rơi vào khoảng tầm 20m thôi mọi người ơi. Và còn một căn duy nhất này Ngọc Ánh đang quay video để gửi tới quý khách hàng review chân thật nhất. Hướng nhà hướng Đông Bắc và giá bán là 2,650,000,000 đồng. Đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 1,2 tỷ đến 1,3 tỷ tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà đầy đủ công năng, đầy đủ tiện ích. Vị trí thì rất là thuận lợi. Từ vị trí của ngôi nhà cách chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học Dương Nội nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 500m quay đầu. Cách với trung tâm thương mại Iomon Hà Đông 1,2km. Cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn nó khoảng tầm 800m thôi thưa quý vị. Mời mọi người theo em vào cụ thể để khám phá căn nhà này xem là cái căn nhà này thiết kế 5 tầng như thế nào. Với mặt tiền của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy đây ạ. Cửa chính được thiết kế là cửa inox 304 và bên trong là cửa kính cường lực. Đó. Tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà đây thưa quý vị, chủ đầu tư có tặng cho mình một bộ nội thất, một bộ bàn ghế ở phòng khách rất là đẹp, rất là chất lượng. Đấy, gỗ sồi Nga cao cấp, đồng thời quạt trần Panasonic cao cấp. Và đây là kệ để tivi này. Đồng thời ở đây mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư làm rất là cầu kỳ tỉ mỉ về là ốp kính này, cũng như là ốp ở đây là ốp đá này mọi người ơi. Đấy, rất là đẹp. Trần phào thạch cao, trần thạch cao đây mọi người có thể nhìn thấy này, trần thạch cao mà còn được bo viền gỗ rất là đẹp, rất là tinh tế và sang trọng. Đồng thời hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần tiết kiệm điện. Với căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay lập tức. Hồ sơ điện đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, sổ đỏ chính chủ từng căn. Đây là phòng khách rồi và đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Gian phòng bếp đây mọi người ơi, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà lại rất là hợp lý, đầy đủ công năng. Tủ bếp là tủ gỗ sồi Nga này, rất là đẹp. Đấy, xung quanh bếp là được ốp kính Hải Long và mặt bếp là được ốp đá granite. Toàn bộ phụ kiện bếp là chất liệu inox 304, vòi chậu cũng như là chậu rửa bát được lắp đặt đầy đủ đây, hệ thống nước sạch quận Hà Đông. Tầng 1 còn có một nhà vệ sinh khá là rộng. Nhà vệ sinh ở đây thì đầy đủ về bồn cầu, lavabo, gương cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 được thiết kế là gỗ lim cao cấp. Mặt bậc cổ bậc là được ốp đá cao cấp granite luôn mọi người nha. Được ngăn cách ở đây là một cái vách gỗ CNC ngăn cách giữa phòng khách và phía cầu thang đi lên phía tầng 2 mọi người ạ. Tiếp theo mời mọi người theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 để khám phá cái ngôi nhà này. Chủ đầu tư còn tặng gì thêm nữa nha, xin mời. Tầng 2 của ngôi nhà này thiết kế có ban công vừa hiện đại và vừa theo cái hình thức là tân cổ điển nha mọi người. Phía hành lang đi vào cái căn phòng ngủ này rất là rộng nha mọi người. Toàn bộ hành lang là được lát sàn gỗ công nghiệp. Và phía ở ngoài phòng ngủ ở đây là có một nhà vệ sinh rất là rộng và cái màu sắc thì rất là hài hòa, sáng và tươi trẻ mọi người ạ. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh cao cấp Hàn Quốc, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá đây nha. Phần đáng mong chờ của ngôi nhà này đó chính là các căn phòng ngủ mọi người ạ. Như chủ đầu tư thiết kế căn này phòng ngủ ở đây có ban công hướng ở phía bên ngoài mở ra đứng được đây mọi người ạ. Từ vị trí của ngôi nhà này ở đây, cách với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đây mọi người có thể nhìn thấy luôn, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ở đây thuộc phường Dương Nội. Đấy ạ, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Và
Với cái gian phòng ngủ này thì vô cùng rộng, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20m2. Chủ đầu tư đã lắp sẵn cho mình giường tủ kích thước 2m2m2, bàn phấn, rèm cửa cao cấp và điều hòa đây mọi người nha. Tặng luôn điều hòa rồi ạ. Đó. Với cái gian phòng ngủ này đây, mọi người có thể quan sát rất là kỹ giúp em. Trần phào thạch cao, hệ thống giấy dán tường Hàn Quốc. Toàn bộ phòng ngủ là được lát sàn gỗ công nghiệp. Với cái tông màu sơn cũng như là cái nội thất chủ đầu tư lắp đặt rất là hài hòa, tạo nên một cái không gian phòng ngủ rất là sang trọng, ấm cúng nha mọi người. Vậy thì tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế như thế nào? Có giống với tầng 2 hay không? Mời quý khách theo em. Với thiết kế tầng 3 của cái căn nhà này thì cũng được thiết kế giống y hệt tầng 2, có một phòng vệ sinh và một phòng ngủ rộng mọi người nha. Đây ạ. Nó chỉ khác một chút cái bức tranh khác biệt so với tầng 2 thôi, còn vẫn có ban công mở ra hướng ra bên ngoài. Và tầng 3 là vẫn được lát sàn gỗ công nghiệp. Lên trên tới tầng 3 là đã có hai phòng ngủ rất là rộng rồi, hai điều hòa, hai bộ rèm cửa trang trí. Cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Trên tầng 3 cũng được lắp đặt đầy đủ trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hệ thống đèn ngủ đây. Đèn ngủ trang trí. Với cái gian phòng ngủ này thì vô cùng rộng mọi người ạ. Đấy, chủ đầu tư cũng lắp đặt những cái nội thất cao cấp, rất là sang trọng. Phía tầng 3 là còn có một phòng vệ sinh nữa, thiết kế giống hệt tầng 2. Đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, bàn đá lavabo. Và tầng 4 của ngôi nhà, mầm người theo Ngọc Ánh. Với tầng 4 của cái ngôi nhà này thì là Ngọc Ánh sẽ quay đúng với cái hiện trạng mà chủ đầu tư bàn giao nhà nha mọi người. Là không tặng điều hòa và chỉ có rèm cửa ở trên đây thôi, không có giường tủ ở trên này. Chỉ tặng ở tầng 2 và tầng 3 thôi ạ. Còn tầng 4 đây nếu như mà không có đồ nội thất thì mọi người có thể nhìn thấy diện tích 20m rất là rộng. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà này là có ban công ra phía bên ngoài, mở cửa ra được, có thể bước chân ra được, rất là thoáng nha mọi người. Và cái ở trên tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều được lát sàn gỗ công nghiệp, đều được lắp đặt hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led, hệ thống đèn ngủ. Và tầng 4 còn có một phòng vệ sinh nữa. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều được chủ đầu tư lắp đặt hệ thống sen cây tắm nóng lạnh cao cấp. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà này đã có 3 phòng ngủ lớn, phòng khách, phòng bếp riêng biệt rồi mọi người ạ. Vậy thì còn tầng 5 của ngôi nhà nữa, mời quý khách hàng theo em. Bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà này đây, có hẳn là hai ô thoáng để lấy cái xuống cái khu vực cầu thang, lấy sáng cũng như là không khí xuống toàn bộ khu vực cầu thang mọi người ạ. Và trên tầng 5 của ngôi nhà thì là được thay thế vào sàn gỗ công nghiệp là ốp mà là lát gạch kích thước 60-60 vân đá giả gỗ nha mọi người. Với cái thiết kế của trên tầng 5 như thế này thì là đây chính là cái phòng thờ của ngôi nhà. Và cái phòng thờ này rất là rộng, tân chủ nhà có thể thiết kế lắp thêm một cái bách CNC nữa để có thể ngăn cách hai khu vực với nhau. Và mời mọi người theo Ngọc Ánh ra phía phần sân phơi của ngôi nhà đây. Vô cùng thoáng. Đây chính là phần khu vực để máy giặt và ống thoát sàn đây ạ. Khu vực sân phơi rất là rộng. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy xung quanh cái ngôi nhà này gần với lại trường đại học kiểm sát và quanh khu dân cư đông đúc, dân trí cao, khu nhà ở yên tĩnh. Với vị trí ngay ngôi nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc lại một lần nữa cho quý khách hàng là thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái thông số nhà là 33m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Giá chào bán là 2 tỷ 650 triệu đồng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ
bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng, có hỗ trợ ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vậy thì quý khách hàng nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí cái dự án Dương Nội này, ngoài ra Ngọc Ánh còn có dự án ở Dương Nội mà giá chỉ từ 2,2 tỷ đồng thôi. Vậy thì bốc máy ngay cho Ngọc Ánh để có thể biết thêm thông tin chi tiết nhá. Với liên hệ theo số điện thoại 0983013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì nhớ like để ủng hộ và bấm đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản mới nhất của bên Bất Động Sản Là Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.